Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao đại án Sibutra liên quan đến tổng trọng là kế hoạch của cựu Thủ tướng Ba Dũng? Một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo chấm đê biết rằng khả năng cao ông Nguyễn Phú Trọng chỉ ngồi trên cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 vào tháng 10 năm 2024 rồi sẽ rút lui khỏi chính trường. Lý do được cho là tổng trọng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108 Sức khỏe của ông đang mỗi ngày một yếu hơn, và gần như không thể tự đi lại được. Và đây là hình cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng trọng đã không thể đến dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, nhưng ông vẫn gửi bài phát biểu chỉ đạo cho hội nghị thảo luận. Theo đó, tổng trọng yêu cầu Bộ Công an cần có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật nhà nước. Điều đó có liên quan gì đến việc trên mạng xã hội của người Việt trong những ngày gần đây đã và đang bàn thảo sôi nổi về những sai phạm của ông trọng cách đây khoảng 20 năm? sai phạm này có liên quan đến dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long. Đây là một dự án đầy tai tiếng và là một vết chàm khó có thể xóa sạch của Tổng trọng khi còn giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội. Cụ thể, dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long, còn gọi là Sibutra, là một dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư lên tới 2,11 tỷ đô la do tập đoàn Sibutra Indonesia làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau đó dự án này đã bị phát hiện là cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng. Kết quả đã làm thất thoát khoảng 3.000 tỷ đồng nguồn thu ngân sách của Hà Nội. Truyền thông nhà nước ngày 3 tháng 7 đồng loạt đưa tin liên quan tới việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội truy vấn các đơn vị và cá nhân liên quan đến vụ việc vừa kể. Đáng chú ý, theo báo dân trí, đại biểu Vũ Ngọc Anh, quận Bắc Từ Liêm cho biết một số văn bản liên quan các dự án do cơ quan trung ương gửi xin ý kiến, nhưng các sở ngành được thành phố giao tham mưu nên trả lời rất chậm. Dẫn trường hợp cụ thể liên quan dự án Sibutra, ông Ngọc Anh cho biết, ngày 29 tháng 11 năm 2022, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có thông báo số 1 kèm theo hồ sơ tài liệu gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về dự án. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, Bộ này vẫn chưa nhận được ý kiến của lãnh đạo Hà Nội mặc dù đã có 3 văn bản đồn đốc để có căn cứ báo cáo Thủ tướng. Và đây là hình Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm. Điều vừa kể cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đây đã có những động thái xúc tiến xới lại nghi án tai tiếng này của Tổng trọng. Kể cả ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, một thành viên cấp cao của phe nghệ tỉnh cũng không thể từ chối. Nghĩa là đây là việc làm có hệ thống trên cơ sở mở rộng hồ sơ của vụ án có liên quan đến dự án khu đô thị Sibota, Hà Nội vào năm 2002. Khi đó, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã tiến hành điều tra vụ án này. Đây là giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng từ năm 2006 đến năm 2015. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên vụ án đã phải đóng lại hồ sơ để đến năm 2013. Bộ Chính trị đã buộc tướng hưởng một nhân vật thân cận với ông Ba Dũng phải nghỉ hưu trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng đây là một cách đánh án quá quen thuộc của ông Tô Lâm và Bộ Công an. Cũng giống như khi lật hồ sơ vụ án tham nhũng của cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cách đây gần 12 năm vì nhận hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn 64 tỷ đồng để xây dựng nhà thờ họ ở quê nhà Vĩnh Long. Những thông tin kể trên cho thấy hoàn toàn phù hợp với nguồn tin nội bộ đã tiết lộ cho Thời báo chấm đề biết rằng Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đều là cấp dưới cũ của bà X do bà X dựng lên, cho nên hiện nay thực ra hai người này đang cùng một phe. Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả Dương Vũ được cho là bút danh của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng duy nhất chống lại ông Ba Dũng và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, đã tiết lộ trong loạt bài viết Ai đang làm khánh kiệt đất nước, trong đó khẳng định Ông Nguyễn Văn Hưởng chính là bộ não của ông Ba. Tất cả mưu mô, thủ đoạn của anh Ba đều xuất phát từ tướng Hưởng. Tướng Hưởng đã gom cho mình vô cùng nhiều tài sản có giá trị và dựng lên được đệ tử ruột, đó là Tô Lâm. Theo đó, tuy không được đánh giá cao về độ mua mẹo so với Tướng Hưởng, nhưng Tướng Lâm khôn khéo và ít kẻ thù hơn Tướng Hưởng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị về chủ đề Nguyễn Văn Hưởng và kế hoạch Hậu Ba Dũng trong các chương trình sau. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vì sao đại án sibotra liên quan đến tổng trọng là kế hoạch của cựu Thủ tướng Ba Dũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. EU quan ngại Việt Nam vi phạm nhân quyền trong khi vẫn tiếp tục hợp tác. Ngày 5 tháng 7, VOA Tiếng Việt cho hay, EU quan ngại Việt Nam bắt giữ và kết án người bảo vệ nhân quyền. Theo đó, Liên minh châu Âu nói, họ quan ngại về việc bắt giữ và kết án những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và những nhà vận động môi trường của Việt Nam, và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền của Việt Nam, trong khi phải tiếp tục hợp tác với các quan chức Việt Nam. Trước đó, VOA cho biết, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra lời kêu gọi ngay trước khi EU và Việt Nam tổ chức đối thoại nhân quyền ngày 4 tháng 7 tại Bỉ, thúc giục EU cân nhắc lại cuộc đối thoại và áp dụng các biện pháp hiệu quả hơn để đối phó với tình trạng đàn áp ngày một gia tăng của chính quyền Hà Nội. Sau đó, một tổ chức nhân quyền quốc tế khác, Article 19 cùng một số tổ chức và xã hội dân sự ngày 4 tháng 7 đưa ra lời kêu gọi đối với EU để thúc giục chính quyền Việt Nam bãi bỏ các luật lệ và quy định mang tính đàn áp cũng như việc truy tố và quấy rối các nhà báo, nhà hoạt động và những người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn bức thư chung do Article 19 công bố. Tám tổ chức và cá nhân nêu quan ngại rằng Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền con người và vi phạm các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền quốc tế. Cả tổ chức theo dõi nhân quyền Article 19 cùng các tổ chức xã hội dân sự đều kêu gọi EU gây áp lực lên chính phủ Hà Nội để lật ngược các bản án hình sự đối với những nhà báo và nhà hoạt động danh tiếng cũng như chấm dứt mọi hành vi nhằm đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. VOA dẫn lời người phát ngôn của EU nói qua email rằng Chúng tôi chia sẻ những quan ngại của xã hội dân sự về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là các vụ bắt giữ và cách án những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và nhà vận động môi trường vì cáo buộc tội chống nhà nước hoặc trốn thuế. EU liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người bị giam giữ và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nhân quyền ở Việt Nam và làm việc với tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình, người phát ngôn của EU cho biết và nói rằng EU cũng đang hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ ở địa phương thông qua các chương trình hợp tác, phát triển để thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Và đây là hình một số nhà báo đang bị giam giữ. VOA đề cập đến báo cáo các chỉ số nhân quyền năm 2024 của Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền, gần đây đưa ra đánh giá rằng người dân Việt Nam không an toàn trước nhà nước, trong khi các quyền tự do dân sự và chính trị đang ngày càng xấu đi. Trong lời kêu gọi đưa ra ngày 3 tháng 7, theo dõi nhân quyền nói rằng một số vi phạm chính của chính quyền Việt Nam có liên quan tới Hiệp định Thương mại Tự do EU và Việt Nam và kêu gọi Liên minh châu Âu cân nhắc các công cụ hữu hiệu hơn như trừng phạt các lãnh đạo nhà nước để buộc Việt Nam phải chịu trách nhiệm về đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống. Trong khi đó, 8 tổ chức nhân quyền và dân sự trong bức thư chung đưa ra ngày 4 tháng 7 kêu gọi EU tiếp tục hỗ trợ các tổ chức dân sự tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các công ty công nghệ hoạt động tại đây áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Bất chấp những lo ngại, người phát ngôn của EU nói rằng, chúng tôi tin rằng EU phải tiếp tục hợp tác với chính quyền Việt Nam và trên thực địa, cơ hội sẵn có tiếp theo là đối thoại nhân quyền. VOA cho biết thêm, cả EU và Việt Nam đều chưa công bố thông tin về kết quả hay chi tiết của các cuộc thảo luận tại đối thoại nhân quyền ngày 4 tháng 7. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin EU quan ngại Việt Nam vi phạm nhân quyền trong khi vẫn tiếp tục hợp tác Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.